Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong lớp trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 50.6. Cái bài này sao khá là dài, có sự tính toán rất là nhiều, đúng không nào? Nên thầy chỉ quay trong một clip thôi. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 50.7 cho tới bài 50.12. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài 50.7 nè. Cái bài trắc nghiệm nên là thầy chỉ cần đọc rồi thầy sẽ tiến hành chọn ở trực tiếp ở trên sách này luôn nha. Ai trong các số người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình? Không cần sử dụng nghe, nghĩa là vẫn thấy được vật, vẫn thấy được ảnh của vật này nọ để mà chúng ta có thể làm việc được. Câu A là một người thợ chữa đồng hồ, một nhà nông học nghiên cứu về sâu bọ, một nhà địa chất đang nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng, một học sinh đang đọc sách giáo khoa. Học sinh thì giống như là các em đó đang ngồi tại tại trường đó, thì em thấy rằng là các công việc mà cần phải sử dụng kính lúp này đó chính là thợ chữa đồng hồ. Tại vì đồng hồ thì các em thấy là cái chi tiết của nó rất là nhỏ, thì đòi hỏi có kính lúp để quan sát, để phóng đại cái ảnh của nó lên. Hoặc là một nhà nông học nghiên cứu về sâu bọ, để nghiên cứu ví dụ như các cái loài sâu này nọ, thì xem thử các chi tiết ví dụ như là râu hoặc là mắt kép hay là vân vân. Hoặc là một nhà địa chất đang cứu sơ bộ một mẫu quặng, thì xem thử trong mẫu quặng này ví dụ quặng pyrit hay là một số mẫu quặng khác để quan sát chi tiết của nó, chứng tỏ ABC này cần phải có kính lúp này. Thì chỉ có cái đáp án gì, đáp án D là học sinh của em đọc sách giáo khoa. Thì các em thấy có bạn nào mà cần sử dụng kính lúp không? Không cần. Các em hiểu nào? Như vậy thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án D. Chúng ta sẽ đi sang câu 50.8 nha. Ta đi sang câu 50.8 nha. Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể được dùng làm kính lúp được? Thì ở trong clip trước thì thầy cũng đã cho các em công thức, đó chính là G thì sẽ bằng 25 chia cho F. Thì từ đây chúng ta suy ra F này sẽ bằng là 25 chia cho G, có đúng chưa nào? Đấy, nó liên quan với nhau hết. Nó có số liệu để các em giải thích. Như vậy thì các em thấy rằng là cái thấu kính hội tụ không thể dùng làm kính lúp được, là cái thấu kính có tiêu cự là gì? 10, 20, 15 đến 25. Đó chính là 25. Tại vì sao? Vì khi mà cái tiêu cự nó lớn hơn hoặc bằng 25 thì số bội giác sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Khi đó kính lúp sẽ mất tác dụng. Thầy có thể ghi ở đây nha. Vì khi mà tiêu cự lớn hơn hoặc bằng 25 thì cái số bội giác sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng gì? Hoặc bằng 1. Khi đó kính lúp sẽ mất tác dụng của nó, mất tác dụng cái độ phóng đại của nó các em nhé, mất tác dụng. Chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D này. Ta giải thích như này. Nếu bây giờ viên câu hỏi các em, tại sao các em chọn 25? Ok, ta sẽ đi sang câu 50.9 các em nhé. Ta đi sang câu 50.9 các em. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào? Một ảnh thật. Như vậy thì ở đây các em phải hiểu như này. Nó phải là ảnh gì trước cái này? Nó là phải là ảnh ảo. Chứng tỏ ảnh thật này là sai này. Câu B ảnh thật sai, chỉ có thể C hoặc D thôi. Nên là ngay từ ban đầu các em gọi là phương pháp trắc nghiệm thì các em phải loại đáp án nó nhanh. Nên ở đây có ảnh thật là các em sẽ loại ngay. Là AB này sai, chỉ có C và D thôi này. C là một ảnh ảo ngược chiều với vật, D là một ảnh ảo cùng chiều vật. Thì ở trong các hình vẽ các em đã thấy rồi, chắc chắn ảnh ảo và nó phải là cùng chiều với vật. Như vậy thì câu này rất là dễ, nên là chúng ta sẽ chọn thầy câu D. Được chưa? Ta đi sang câu 50.10 nha. Trên giá đỡ của một cái kính có ghi là cái bội giác G của ta là bằng 2,5x.
Đó là gì? Một thấu kính hội tụ của tiêu cự. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức G thì sẽ bằng 25 chia F. Thì từ đây chúng ta suy ra F này sẽ bằng 25 chia cho G. Ta thấy số vô F sẽ bằng là 25G chúng ta là 2,5 này. Đó. Thì sẽ bằng mấy? Bằng 10 cm. Như vậy khi chúng ta tính ra 10 thì chứng tỏ AB này là sai này. Thì chỉ có thể C với D các em thấy cái 10 không nào? Như vậy ở đây người ta nói là một thấu kính hội tụ có tiêu cự. Đây là phân kỳ. Như vậy thì các em thấy kính lúp là thấu kính hội tụ và 10 cm, chứng tỏ đây phân kỳ là sai. Chứng tỏ đây chúng ta sẽ chọn là đáp án C. Tại sao chọn như vậy, đã hiểu chưa? Kính lúp thì phải là hội tụ, tiêu cự đây chúng ta còn phải tính ra công thức ở đây. Xong, ok con dê, rất là dễ hiểu đúng không nào? Chứ các em đọc mà các em chọn vô mà các em chọn liền được mà các em quá giỏi tài ạ. Các em phải có kiến thức thật vững về phần lý thuyết của nó thì các em đọc một cái phần bài tập này các em mới chọn được. Chúng ta sẽ đi sang câu 50.11 các em nhé. Rồi 50.11 các em hãy ghép mỗi phần câu ABCD. Rồi cái này là dễ đúng không? Thầy sẽ đọc rồi sẽ tiến hành chọn em luôn nha. Kính lúp là nhà là gì em? Nhìn qua một lượt cái này nè. Kính lúp là một cái thấu kính hội tụ và có tiêu cự ngắn, chứng tỏ A là 14 này. B. Tiêu cự của kính lúp không được dài hơn. Dài hơn bao nhiêu em? Không được dài hơn 25 cm. Vì nếu tiêu cự dài hơn 25 cm thì số bộ giác của nó sẽ nhỏ hơn một và kính lúp sẽ mất tác dụng. Chứng tỏ B này sẽ là 3 này. Đọc và chọn luôn như vậy cho nhanh nhé nhé. Số bộ giác của một kính lúp là một đại lượng. Là một đại lượng gì? Dùng để đánh giá tác dụng của kính. Kính có số bộ giác càng lớn sẽ cho ta thu được một ảnh càng lớn trên màng lưới của mặt. Chứng tỏ C là với một này. Số bộ giác của kính lúp được tính bằng công thức đây. Thầy luôn luôn cho các em như vậy. Đáp án 2. Ok, rất là dễ. Các em nhìn qua một xíu đi. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang cái câu cuối cùng, là cuối cùng là câu 50.12 nha. Rồi. Ta đi sang câu 50.12 các em. Cũng như vậy ha, ghép ha. Muốn quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta phải đặt vật. Khi đó kính sẽ cho ta một. Tất nhiên nếu đặt một vật sát ngay mặt kính thì kính lúp thì. Còn nếu ta đặt vật tại ngay tiêu điểm của kính thì. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc bên đây để các em chọn nha, tương ứng nha. Rồi chúng ta đọc qua thầy một lần ở chỗ đây đi. Được không? Giờ thầy đọc lại đồ chọn này. Muốn quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp nha, ta phải đặt vật như nào em? Đặt vật gần hay xa hay là như thế nào? Đó chính là chúng ta phải đặt vật trong cái khoảng tiêu cự của kính. Tiêu cự thì nghĩa là trong cái khoảng OF. Các em hiểu không? Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta A là phải là với 4 này. Cái hình vẽ thì chúng ta biết rồi, tiêu cự là OF với lại OF phẩy đó các em. Ha. Tiếp tục. Khi đó kính sẽ cho ta một một gì đây? Một ảnh ảo và cùng chiều và lớn hơn vật. Như vậy B này tương ứng với 1 này. C. Tất nhiên nếu đặt vật sát ngay mặt kính thì sao? Các em. Thì kính sẽ chẳng có tác dụng gì vì ảnh ảo sẽ bằng vật. Như vậy C này sẽ là 2, chứng tỏ D này sẽ là 3 này. Còn nếu ta đặt vật tại ngay tiêu điểm F của kính thì ta cũng vẫn quan sát được ảnh của vật qua kính. Được chưa? Hiểu nào? Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài 51, đó chính là cái bài tập về quang hình học. Được chưa nào? Chúc em học tốt, nhớ học thật kỹ về phần lý thuyết, tại vì
Ở trong cái chương trình này toàn bộ lý thuyết không à, cũng có sự tính toán bài tập nhưng mà cũng khá là ít nha, nên là chúng ta phải nắm chắc phần lý thuyết giúp thầy. Ok, chúc em vào tốt nhé, bye bye.